Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, laptop, iPad. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thẻ tín dụng nha. Anh em nào có nhu cầu trả góp thì cứ qua bên mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp. Địa chỉ là số 66/27 đường Phan Huy Ích, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 0608748 nha. Hai số điện thoại này mình đều xài Zalo. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là trong fanpage, mình sẽ gửi hình ảnh cho mọi người tham khảo trước nha. Bên mình thì làm việc từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, một đổi một trong 30 ngày đầu tiên nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy mình hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua điện thoại thì cọc trước phí ship. Bên mình ship hàng cho được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có hình thức là ship nhanh, trong vòng 1 tiếng là mọi người có thể nhận được máy nha. Mọi thông tin chi tiết mình để dưới phần mô tả video này, mọi người chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo nha. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha mọi người. Thì đầu tiên hôm nay mình mới về một số máy mới thì mình giới thiệu cho anh em nha. Xiaomi Mi 11T nha, con này phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong mà 256GB. Ngoại hình con khá đẹp nha mọi người, khá đẹp. 8256, chip Dimensity 1200 nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 4.350.000 thôi, 4350 Mi 11T. Oppo Find X3 Pro nha, RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB, hàng chính hãng nha, ngoại hình có hơi trầy xíu. Hơi trầy xíu nha. Find X3 Pro. Cái này giá bán của bên mình chỉ với giá là 7.500.000 thôi. RAM 12 bộ nhớ 256, chip 888, pin 4500 nha. Cái này khả năng chụp hình quay phim cực kỳ đỉnh luôn nha mọi người. Find X3 Pro. Realme GT Neo 3T nha, con này thì đã up đầy đủ ROM quốc tế rồi nha, RAM 8 256GB, bản 256GB, màn hình OLED, chip Snapdragon là 870 nha, giá bán là 4.850.000, 4.850.000. Xiaomi Redmi 12 RAM 4 128 nha, hoàn đẹp 98, Redmi 12, giá bán là 2.800.000 nha, con này pin trâu bò. Oppo Reno 15G RAM 8 256, ngoại hình đẹp keng 99 luôn. Bản RAM 8 256GB nha. Reno 15G. Mình có 2 cây luôn. Đây, có được 2 cây RAM 8 256GB hết nha. Hôm nay mình bán với mức giá là 6.950.000 thôi, giảm giá nha. Reno 15G. Máy đẹp 99. Samsung A22 5G bản 1 SIM nha, RAM 4 128, giá bán là 2.650.000 nha. 2.650.000. Samsung Galaxy Z Flip 4 nha. Con này thì ngoại hình đẹp tầm 98 nha mọi người, đẹp tầm 98, hơi trầy xíu nha. Hàng chính hãng. Còn bảo hành nha, vẫn còn bảo hành luôn, hơi trầy nè. Giá trải nghiệm cho anh em thôi. Hàng chính hãng Samsung Việt Nam. RAM 8 128GB nha. Giá bán của bên mình là 7.350.000 thôi, Z Flip 4. 7350 RAM 8 128. iPhone 12 Pro Max. Pin 85, giá bán là 12.500.000 nha. 128GB. 128GB nha. 12 Pro Max. 12.500.000. Oppo N2 Flip nha, khá đẹp. N2 Flip, RAM là 8 bộ nhớ 256GB, ngoại hình đẹp 98 nha. N2 Flip nè, chính hãng nha mọi người, chính hãng. Cái này thì giá bán của bên mình là 10.500.000 nha, 10.500.000. iPhone 12 Pro giá cực kỳ rẻ luôn. Cái này máy lóc nha, máy lóc. Máy lóc nha, sim bị khóa nè. Máy nguyên zin, pin 87, màu gold, ngoại hình đẹp nha. 12 Pro. Giá bán của bên mình là 7.850.000 nha, 7.850.000 12 Pro nha. Giá rẻ hơn cả 11 Pro luôn.
Con này là con VinMax Active VinMax Aris nha, RAM 6/164 GB. Ngoại nó hơi trầy nha, hơi trầy. RAM 6/164, chip 730, camera 64 chấm Aris. Cái này giá bán là 2,2 triệu. G4 3 nha. Ngoại đẹp 98, đẹp 98 nha, có trầy nhẹ xíu nè, cắn nhẹ tí nha. G4 3. RAM 12 GB. Bộ nhớ 256 nha, hàng chính hãng nha. Hàng chính hãng G4 3 khá đẹp nha. Nói chung con này còn rất là đẹp. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 12 triệu 2 nha, 12 triệu 2. G4 3 nha, hoàn 98 12 triệu 2, hàng chính hãng Samsung Việt Nam, hai SIM luôn. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha. Hoàn khá đẹp. Khá đẹp nha. Giá bán là 3.650.000, RAM 8/128, camera 108 chấm nha. Con này pin cực kỳ khỏe luôn, pin hơn 5.000, sở hữu màn hình OLED nha. Note 11 Pro. Xiaomi Redmi 12, RAM là 8 GB nha. Màn đẹp keng 99, khá là keng, màu trắng. Con này RAM 8/128 nha, thiết kế rất là đẹp luôn, màn hình Full HD, pin trâu bò nha. Redmi 12 này giá bán của bên mình là 3 triệu nha, Redmi 12 RAM 8/128. Xiaomi Redmi Note 13 Pro lớn nha, máy new nguyên siêu luôn, chưa khui. Con này phiên bản RAM là 12, bộ nhớ trong là 256 GB nha mọi người. Note 13 Pro lớn nè, new nguyên siêu, mới nha. Những cái này thì rất là ít hàng nha mọi người. Bản RAM lên đến 12 GB, chip mạnh, camera đẹp nha. Camera con này hình như là tới 200 chấm luôn hay sao ấy. Và Pro lớn. Giá bán của bên mình là 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu rưỡi, máy mới nha. Samsung Galaxy S22 LED, hàng chính hãng nha. Con này chip 8 Gen 1 bản 2 SIM. RAM 8 bộ nhớ trong 128 GB. Cái dòng S22 LED này quay phim nó bắt nét nhanh hơn cả S2 Ultra nha mọi người. S2 Ultra cái ống kính nó to quá, nó bắt nét hơi chậm. Anh em nào xài quay phim chụp hình xài con này tốt nè. Ngoài hình nó hơi trầy nhẹ thôi. Hơi trầy nhẹ, tầm 98 nha, 97-98%. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 9 triệu rưỡi nha, S22 cộng 9 triệu rưỡi, hàng Việt Nam, 2 SIM. Xiaomi Mi 12 Pro, chip 8 Gen 1, máy tách tay chưa tiếng Việt nha. Con này thì RAM 8 bộ nhớ trong 128 GB. Màn hình thì nó có lưu ảnh rất là nhẹ, rất là mờ luôn, nhìn không thấy luôn. Đây nó có mờ, đây mờ nhẹ khu vực này. Màn hình cong nha, camera chính 50 chấm. Máy đẹp keng như mới luôn, không vết chạy luôn nha. Loa hai mic đình nghe cực kỳ hay, chất lượng luôn nha. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu rưỡi nha. Mi 12 Pro giá chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Oppo Reno 8T 5G nha, màn hình đẹp keng 99. 8T 5G, RAM 8/128 nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu nha mọi người. 8T 5G, 8/128 mới đẹp keng 99. Xiaomi Redmi Note 12S nha, cái này hơi trầy. Note 12S hơi trầy nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 8 nha, 3 triệu 8. RAM 8/128, chip Helio G96 nha. Màn hình OLED, Note 12S nha. Đây, Note 12S. Trầy nhẹ xíu nha, đây. Mặt lưng nó khá là bóng nên rất là dễ trầy. Xiaomi Mi 11T Pro, RAM 12 GB, bộ nhớ trong là 256 GB. Con này chạy chip 888 nha, màn hình OLED, camera 108 chấm. Mi 11T Pro, RAM 12 GB nha. Ngoài hình tổng thể thì còn đẹp, khá là keng. Con này loa hai mic đình luôn nha, loa này nghe cực kỳ hay. Xiaomi Mi 11T Pro. Giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi. Redmi Note 13 Pro nha, con này phiên bản RAM là 12, bộ nhớ trong là 256 GB. Bản này rất là hiếm luôn, những cái này thì hầu như là không có hàng nha. Máy mới nha, này. Đây, máy mới nha. Ui ra chưa xài nữa.
Note 12 Pro bản RAM 12 nha. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 5.650.000 nha. Note 13 Pro Xiaomi Note 13 Pro bản RAM 12 vừa như trong là 256GB, 5.650.000. Con này thì chạy chip Snapdragon 7 Gen 2 nha, chip khá là ổn nha. Tecno Bova 5 nha, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Unbox Bova 5. Con này giá bán là 3.350.000 nha, Bova 5. Unbox nha, máy khá đẹp. Con này là chạy chip khá là mạnh nha, anh em chiến game mua con này được nè. Chip Helio G99, pin lên đến 6000. Màn hình là Full HD 6.78 inch, camera 50 chấm, màn hình 120Hz luôn. iPhone 12 128GB nha, phiên bản 128. Con này phiền để nó hơi cắn nhẹ nha, hơi cắn. Giá rẻ thôi. iPhone 12 bản 128GB, mình bán bằng bản 64 thôi. Pin 82. Con này là phiên bản 2 SIM luôn nha, 2 SIM luôn. 128GB iPhone 12, giá bán của bên mình là 7.950.000 nha. Trầy nhẹ thôi, giá rẻ nha, 7.950.000. Samsung Galaxy Note 9 phiên bản 512GB nha, con này nứt nhẹ xíu nè. Nứt nhẹ tí nè. Bản 512GB. RAM con này 8GB nha, 512GB tha hồ lưu trữ nha. Giá bán là 3.150.000 nha, 3.150.000. Bản này là bản 2 SIM luôn, chính hãng luôn, 2 SIM luôn nha. iPhone 12 Pro Max, con này máy còn khá đẹp. Đây, máy còn khá đẹp luôn nha, khá cái bóng bẩy luôn, đẹp keng luôn á. Khá đẹp nha. Phone 12. Pin cao luôn nha. Pin con này còn tới 91 nha. Đây, pin 91. iPhone 12 bản Mỹ 128GB, pin 91 nha. Máy còn khá đẹp nha. Giá bán của bên mình là 13.850.000 nha, 13.850.000 iPhone 12 Pro Max. Tiếp theo là mình có một cây Honor 90 Lite nha. Con này là máy mới nha, máy mới chưa xài luôn. Honor 90 Lite, bản RAM 8 bộ nhớ 256GB. Đây, máy mới nha, vừa mua ra thôi. Đây. Camera 100MP luôn, cực kỳ hầm hố nha. Viền màn hình của những dòng Honor sau này viền thì cực kỳ mỏng luôn, siêu mỏng luôn nha, rất là mỏng. Phiên bản RAM lên đến là 8, bộ nhớ trong là 256GB tha hồ lưu trữ nha mọi người. Viền màn hình rất là mỏng. Mua con này mọi người tiết kiệm được khá so với máy nguyên siêu nha. Con này thì mới mua ra thôi, khui hộp ra thôi chứ cũng chưa sử dụng nha. Honor 90 Lite. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 4.500.000 nha, 4.500.000 nha mọi người. Máy mới nha, chưa xài nha, 4.500.000. Vivo V23 5G màu vàng, ngoại hình còn khá đẹp nha. Giá bán là 3.900.000 nha. Mình có thêm màu gray nữa nha mọi người. Con này thì viền màn hình rất là mỏng luôn, chạy chip Dimensity 920 nha. Viền màn hình rất là mỏng, màn hình OLED. Google Pixel 6 Pro nha, máy đẹp 98, RAM 12 vừa như 128 nha. Pixel 6 Pro trầy nhẹ nha mọi người, trầy nhẹ 6 Pro nha. Giá bán của bên mình là 7.250.000 nha, 7.250.000 Pixel 6 Pro. Oppo A93 RAM 8GB luôn, màn hình con này ám rất là nhẹ luôn, kính cam thì nó mẻ một xíu đây, tí rồi nha. Giá chữa cháy thôi, 1.900.000 mà sở hữu con máy màn hình OLED này, camera đẹp. Camera đẹp nha, RAM lên đến 8GB luôn.
Samsung Galaxy Z Fold 3 2 SIM ra hàng Việt Nam nha, RAM 12 256. Con này màn hình nó hơi đây, nó hơi hơi nhăn xíu chỗ này nha. Màn hình đẹp keng 99 luôn, khá là đẹp luôn nha. Giá bán chỉ có 10 triệu rưỡi thôi. Z Fold 3 giá rẻ cho anh em trải nghiệm nha, 10 triệu rưỡi. Một cây Samsung Note 10 LED nha. Thay lưng. Máy hơi chạy xấu nha, Note 10 cộng. À, bản RAM 12 256 nha, giá chỉ có 3.550.000 thôi. 3.550.000. Mi 10 t Pro 5G, RAM 8 128, chip 865 nha. Con này màn hình 144Hz luôn, camera 108 chấm, pin 5000. Giá bán chỉ có 3.900.000 thôi nha. 3.900.000. Realme 7 nha mọi người. Cái này cái Realme 7. Full box nha. RAM 8GB. Giá bán là 2.350.000 thôi, Realme 7 nha. 2.350.000, RAM 8GB nha, full box. Con này thì nói chung màn hình nó có vàng nhẹ xíu nha, vàng nhẹ xíu thôi. Mi 9 SE, RAM 6 bộ nhớ trong 64, chip Snap nha. Ngoại hình đẹp keng 99 luôn, đẹp, rất là đẹp luôn. Giá bán là 2.400.000 nha, full box đầy đủ phụ kiện luôn. Tới thời điểm này kiếm một cái máy đẹp như thế này rất là hiếm luôn. Mi 9 SE, hàng chính hãng nha. Con này sở hữu màn hình OLED nha, Mi 9 SE. Oppo Reno 8T 5G, RAM 8 128 nha. Full box 8T 5G sạc zin luôn. Ngoài còn đẹp keng như mới luôn, 99% nha. 8T 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 8T 5G. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 5.150.000 nha, Oppo Reno 8T 5G. Xiaomi Redmi Note 11 Pro sạc 67W. Note 11 Pro nha. Ngoài hình đẹp tầm 98 nha mọi người, đẹp tầm 98. Con này pin được 5000, RAM 8 128GB nha. Note 11 Pro này thì giá bán của bên mình sẽ là 3.650.000 nha. Có sạc zin. Sạc zin con này là 67W nha. 3.650.000 thôi, Note 11 Pro. Này có cây này nè, cây LG vừa vẹt nha. Màn hình cong. Con này bán hàng nha. Bán hàng 128GB. Ngoại hình thì tầm 98 nha mọi người, ngoại hình tầm 98. Giá bán của bên mình là 2.950.000 thôi, 2.950. iPhone 11 Pro. Ngoại hình trầy nhẹ nha. 64GB quốc tế. Bản Mỹ nha, 64GB. Pin con này thì còn 100 luôn, pin 100 nha. Giá bán là 7.150.000 thôi, 7.150, iPhone 11 Pro nha, 7.150.000. Samsung Galaxy A53 5G, A53 5G, RAM 8GB. Bộ nhớ trong là 256GB nha. Con này ngoại hình đẹp như mới luôn, còn cả siêu viền luôn. Bản RAM 8 256 đẹp như mới. Giá bán của bên mình là 4.900.000 nha, 4.900.000, A53 5G. 4.900.000, bản 256GB. Và mình có bản RAM 8 128 này, ngoại hình còn đẹp nha. Giá bán của bên mình cây này thì 4.650.000, 4.650, RAM 8 128GB, A53 5G, ngoại hình đẹp nha, 4.650.000 thôi. iPhone XS Max nguyên zin 64GB quốc tế, pin 80 nha, pin 80 thôi, giá rẻ, pin 80. Giá bán là 5.800.000 nha, XS Max 64GB, 5.800.000 thôi. Men zin màng zin nha mọi người, men zin màng zin. Còn có cái iPhone 11, con này cũng nguyên zin luôn, pin cũng còn 80 luôn nha, 64GB quốc tế, 64GB quốc tế nha. Ngoại hình nó hơi chạy nhẹ nha mọi người, ngoại hình hơi chạy nhẹ. Cây này thì giá bán của bên mình là 5.850.000 nha, iPhone 11 nha, 5.850.000 thôi. Xiaomi Redmi Note 12 Pro nha, Note 12 Pro. Con này bản RAM 8 256 nha mọi người, bản RAM 8 256. Giá bán là 4.850.000 nha, Note 12 Pro, 4.850.000. 8 256GB nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G bản Hàn Quốc nha.
Ngoại hình đẹp ken 99% luôn, khá là đẹp. Bản hàng thì sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB. 8256 nha. Một SIM, bản hàng nó nhược điểm là một SIM thôi. Ngoại hình khá đẹp luôn. Giá bán của bên mình là 6.250.000 nha, 6.250.000. Gen Fit 3. Samsung Galaxy Tab S7 FE nha. Tab S7 FE, máy đẹp nha, máy còn khá đẹp luôn. Giá bán của bên mình là 5.850.000 nha, Tab S7 FE. 5.850.000 thôi. Cây này thì có xài SIM như điện thoại luôn nha mọi người. Tab S7 FE xài hỗ trợ SIM và thẻ nhớ luôn nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy Tab A8 nha, RAM 4GB. Tab A8, hoàn đẹp ken 99 nha. Đây, Tab A8 nha. Hoàn khá đẹp luôn. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu nha, 4 triệu Tab A8, 4 triệu, máy đẹp nha. Xiaomi Redmi Note 11, 1 triệu 9 thôi, Note 11 nha, ám nhẹ 1 triệu 9 thôi nha. S22 LED, 1 SIM, RAM 8256 nha. Viền nó hơi trầy nhiều, viền hơi trầy nhiều nha. Hơi trầy viền nhiều. Giá bán là 8.150.000 nha, 8150. S22 Ultra 2 SIM, RAM 8128 nha. Máy này đã chạy cả nóc rồi, full chức năng nha. Giá cực kỳ tốt, 10.200.000 thôi. S22 Ultra nha. S21 Ultra 5G phiên bản Mỹ, RAM 12 128, 8.200.000 nha. 8.200.000, máy đẹp. Mình có thêm màu bạc nữa nha, màu bạc nữa đây. Màu bạc 8.200.000 nha. Samsung Galaxy A71 5G nha. A71 5G, con này là con Bantam 2 đây. A71 5G. Ngoài mà mặt lưng hơi trầy, ngoại hình còn khá đẹp nha. A71 5G này giá bán của bên mình là 3.150.000 thôi, 3150 A71 5G. Con này là con Oppo A93 nha, A93. Màn hình nó ám nha, hơi ám xíu, ám nhẹ thôi. Nhẹ thôi nha, A93. Giá bán của bên mình là 2.250.000 nha, A93 RAM 8GB. Google Pixel 6 Pro nha, 6 Pro. Ngoại hình đẹp nha. Pixel 6 Pro nè. Ngoại hình đẹp 98 nha mọi người. Pixel 6 Pro này thì giá bán của bên mình sẽ là 7.700.000 nha, Pixel 6 Pro. Ngoại hình còn khá đẹp nha, 7.700.000. Cây này là cây Google Pixel 6a nha, máy này máy demo nha mọi người. Vẫn xài bình thường nha, mình đã cài cái app vô rồi. Pixel 6a giá bán là 3.850.000 nha, 6a máy demo. Vinmark Aris nha, con này RAM 8GB. Ngoại hình đẹp như mới luôn, những cái này là hãng thanh lý ra nha, như máy mới. Giá bán là 2.800.000 nha, Aris. Con này Line 4 RAM 6GB. Giá bán là 2.200.000. Line 4 nha, máy này hãng nó thanh lý ra nha mọi người, còn cả siêu hết luôn nha. Vinmark Line 4, camera 48 chấm, chip 675 nha. Vinmark Star 5 nha, Star 5 giá bán là 1.400.000. Vinmark Star 5, máy này là máy new ấy nha. Những cái này là hãng thanh lý ra máy mới nha mọi người. Vinmark Actia 3, RAM 6GB. Con này màn hình OLED, camera 48 chấm nha. Actia 3. Mình coi cái băng RAM đó nha mọi người.
Máy này là máy mới hãng thanh lý ra nha. RAM con này là 6GB, giá bán là 2 triệu mốt nha. T3 Lai 4 màu đen, máy đẹp nha, RAM 6GB. Xiaomi Mi Fold 3 nha, RAM 16 của nhớ trong 512GB, giá rẻ cho anh em trải nghiệm nha. Máy thì đẹp như mới luôn, 99%, camera Leica nha, 23.900. Xiaomi Redmi 12 nha, RAM 4128, màn rất là to, ngoại hình đẹp, keng 99 nha. Giá bán là 2 triệu 8 nha, Redmi 12 2 triệu 8, RAM 4128GB. Samsung S21 5G nha, con này thì hàng Việt Nam, RAM 8128, ngoại hình tầm 97 nha mọi người, hàng Việt Nam thì sẽ được 2 SIM. Giá bán là 5 triệu rưỡi thôi, S21 5G. S10e phiên bản Mỹ nha, RAM 6128, ngoại hình đẹp, 2.950.000 nha, S10e. S21 Ultra 5G, con này hàng Việt Nam 2 SIM nha, ngoại hình thì còn khá đẹp nha, 8.500.000 thôi, S21 Ultra hàng Việt Nam. Samsung Galaxy Z Fold 3 nha, RAM 12 bộ nhớ trong tới 512GB luôn, ngoại hình đẹp 98 nha, Z Fold 3 12.900.000 nha, cho bản RAM là 12 và bộ nhớ là 512. S20 FE phiên bản RAM 6GB bộ nhớ 128 bản Canada nha, giá chỉ có 3.900.000 thôi. S20 FE. Samsung S22 LED hàng Việt Nam 2 SIM, ngoại hình thì tầm 97 nha, S22 cộng 9 triệu. Samsung M53 5G 4.450.000 thôi nha, M53 5G viền nó hơi trầy nè, 4.450.000. S20 FE RAM 8128 hơi trầy sườn xíu nha, hơi trầy sườn xíu, chỉ với giá là 5.900.000 thôi, S21 FE. Note 20 Ultra bản Mỹ nha, bản Mỹ máy đẹp, 8.200.000, Note 20 Ultra 5G. Samsung Z Fold 4 nha, còn một cây duy nhất, 2 SIM RAM 12/256, ngoại hình đẹp nha, Z Fold 4, giá bán là 16.900.000 nha, Z Fold 4. Samsung Note 20 nha, bản RAM 8/256, màn hình nó ám rất là nhẹ luôn, ngoại hình đẹp keng 99 nha, Note 20 hàng Việt Nam, giá chỉ có 4.550.000 thôi. S21 FE 5G 2 SIM RAM 6128 nha, mình giảm cho mọi người còn 5.900.000 thôi. Z Fold 3 con này là RAM 12/256 nha, ngoại hình đẹp, ngoại hình khá đẹp luôn, giá bán là 12.500.000 hàng Việt Nam nha, Z Fold 3 hàng Việt Nam. Samsung Galaxy S20 LED 5G RAM 12/256GB 4.650.000 thôi nha, S20 LED 5G. Có thêm màu gray máy đẹp nha, 4850. Màu đỏ nữa, đây. Màu đỏ nữa nha, 4.850.000, RAM 12GB. Chạy 865 lút nha. S20 FE RAM 6128 phiên bản Mỹ nha, máy đẹp keng 99 luôn. Lay new nha mọi người. Phiên bản Mỹ, chip Snapdragon nha. 4.350.000. Mình có một cây S21 5G RAM 8128 màn hình ám rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ nha, không thấy luôn. 4850 giá rất rẻ nha. Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản Mỹ máy đẹp, 5.250.000 nha,
Note 20 5G phiên bản Mỹ. Mình có một cây S20 FE nha. Con này thì phiên bản Việt Nam, RAM 8/256, chip 865. 5.350.000 thôi. 5.350.000. Samsung A54 5G, 2 SIM RAM 8/128 nha. A54 5G chỉ với giá là 5.800. Máy còn đẹp nha. Và mình có cây này hơi cán nhẹ xíu này, 5.400.000 A54 5G nha. S21 Ultra 5G phiên bản Mỹ, ngoại hình đẹp 98 nha, có trầy nhẹ 8.300.000. S21 Ultra 5G phiên bản Mỹ. S20 FE nha, hàng Việt Nam, màu xanh rất là đẹp luôn, 5350. Hàng Việt Nam thì sẽ RAM cao hơn nha, hàng Việt Nam là RAM 8 cũng như trong là 256GB luôn. Con này là S21 Ultra, hàng Việt Nam 2 SIM, ngoài nó hơi trầy xíu nha, 7.900 thôi, 7.900, trầy rất là nhẹ thôi. Giá thì nó cũng là rất là mềm rồi, hàng Việt Nam. Z Flip 4 nha, hàng Việt Nam 2 SIM RAM 8/128, 8.200.000 nha. Z Flip 4 hàng Việt Nam 8.200.000. Và có Z Flip 5 nha, đây Z Flip 5 bản hàng, phiên bản 512GB luôn, máy đẹp keng 99 nha. Hôm nay mình giảm giá cái này cho mọi người, còn 14.500.000 nha. Z Flip 5 14.500.000 thôi. Z Flip 3 5G RAM 8/256 nha, viền nó hơi trầy nha, mình giảm giá con này còn 6.500.000 nha. Z Flip 3 5G máy 97, 6.500.000 thôi. Mình có cây này bản Việt Nam 2 SIM 8/128, ngoại hình cũng 97 nha, mà hơi xấu xíu, 6.600.000 nha. Z Flip 3 S20 FE 5G bản hàng 1 SIM 3.950.000 nha, ngoại hình đẹp nha. Note 20 Ultra 5G, 1 SIM, RAM 12/256, 7.350.000 nha, 7.350 thôi, Note 20 Ultra 5G. Samsung Z Fold 3, 2 SIM nha, RAM 12/256, con này ngoại hình tầm 97 nha, hơi trầy nha, giá chỉ có 10.000.000 thôi. S20 LED, hàng Việt Nam 2 SIM nha, 8/128, ngoại hình thì còn khá đẹp nha, 9.700.000. S22 Ultra 5G 2 SIM RAM 12/256 nha, 13.000.000 RAM 12. Bộ nhớ trong là 256GB. Phiên bản quốc tế nha. Cây này bản quốc tế hơi trầy nhẹ nha, hơi trầy nhẹ. Con này thì giá bán là 13.700.000 nha, 13.700.000. Phiên bản Mỹ RAM 8/128 nha. 12.250.000 nha. S22 Ultra. Hàng Việt Nam 2 SIM, ngoại hình đẹp 98 nha, 14.500.000 nha. S22 Ultra nha, hàng Việt Nam 2 SIM. Mình có hàng Việt Nam còn bảo hành nữa nha, còn bảo hành dài thì giá bán của mình sẽ 14.800.000. Cái này Note 20 Ultra 5G 1 SIM nha, RAM 12/256, giá chỉ có 6.950.000 thôi. Mặt lưng nó trầy thôi, giá thì cũng khá là tốt nha. Màn hình đẹp, anh em chỉ cần xài ốp vô là được rồi. Con này chỉ lưng trầy nhẹ thôi, trừ ra cho mọi người hơn 1.000.000 luôn. Oppo A57 nha, A57, máy đẹp keng luôn, A57 nha, A57 đây. RAM là 4/128, giá bán là 2.850.000 nha, Oppo A57, 2.850.000 thôi, màn hình to pin trong. Cái này là cây Oppo A55, RAM 4/64GB nha, Oppo A55. A55 này giá bán của bên mình là 2.500.000 nha, Oppo A55, 2.500.000 thôi. Cây này là cây Oppo A98 5G nha, Oppo A98 5G, RAM 8, một bộ nhớ trong là 256GB, máy đẹp keng 99 nha, A98 5G, giá bán là 5.500.000. Oppo Reno 10 5G nha, ngoại hình đẹp keng 99, Reno 10 5G, 7.000.000 nha, Reno 10 5G, đẹp keng 99, con này bản RAM 8/128, 7.000.000. Oppo Reno 8 5G, đẹp keng 99 nha, Reno 8 5G,
Giá bán là 6 triệu nha, Reno 8 5G chạy chip Dimensity là 1.300 nha. Con này là con Oppo Find X3 Pro. Con này là màn hình nó có một cái đường sọc chỉ nha. Đây, màn hình nó có đường sọc chỉ đây. Giá bán là 4.350.000, 4.350. Xiaomi Mi 11T Pro 5.500.000 ra 12.256 nha, Mi 11T Pro 5.500.000. Oppo Reno 8 5G RAM 8 256 6 triệu nha, Reno 8 5G. Oppo Find X5 RAM 8 128 máy xách tay. Find X5 máy đẹp nha. Máy đẹp giá bán của bên mình là 6.500.000, Find X5 camera con này có chip xử lý hình ảnh nên chụp hình quay phim cực kỳ đẹp luôn. Oppo K10 nha. Đây, Oppo K10 máy đẹp keng. K10 giá bán của bên mình là 4 triệu. Oppo K10 5G nha, K10 5G. Con này chạy chip khá là mạnh luôn. Realme C17 RAM 6 bộ nhớ trong 128 nha. C17 thì pin được 6.000, con này thì sở hữu màn hình Full HD nha, pin 6.000, RAM 6 128. Giá bán là 2.500.000 nha. VinMax Choi 4 RAM 4 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 98 nha, Choi 4. Con này chạy chip 665 nha, màn hình Full HD, pin 5.000. Con Choi 4 này giá bán của bên mình sẽ là 1.950.000 nha, 1.950.000. Oppo A77s RAM 8GB máy đẹp keng luôn, A77s giá bán của bên mình là 3.500.000 nha, A77s. VinMax Aris Pro RAM 8 128 nha, Aris Pro thì chạy chip Snapdragon là 730, camera 64 chấm nha. Con này màn hình OLED, máy có trầy nhẹ, giá bán là 2.650.000, Aris Pro nha. Vivo i55 RAM 8 128 máy đẹp 99 nha, 3.300.000 i55. Con này cũng sở hữu màn hình OLED luôn. Oppo A96 RAM 8 128 máy đẹp 99, 3.500.000 thôi. A96, Oppo A96 2 SIM nha, máy đẹp. Con này là con Oppo Reno 6 5G RAM 8 128 màn hình ám rất là nhẹ luôn. 3.750.000 nha, 3.750 Reno 6 5G. Con này viền màn hình rất là mỏng luôn, chạy chip Snapdragon là chip Dimensity 900 nha. Realme Q5 5G RAM 12256, Q5 5G 3.950.000 thôi. Q5 5G chạy chip Snapdragon là 695. Con này thì sở hữu màn hình độ phân giải là Full HD. Realme 7 RAM 8 128 ngoại hình đẹp 98 nha, có trầy nhẹ, Realme 7 nha. Realme 7 này thì 2 SIM 2 sóng màn hình Full HD, giá bán của bên mình là 2.500.000 thôi, Realme 7 nha. Điện thoại Realme 8, con này sở hữu màn hình OLED nha, Realme 8. RAM là 8 128 nha, màn hình nó ám rất là nhẹ luôn. Giá bán của bên mình chỉ có 2.200.000 thôi, Realme 8 nha, 2.200.000. Sony Xperia 1 Mark 3 nha, RAM 12256, một cái máy có hình khủng luôn nè. RAM 12256 nha, Sony. Khá là đẹp luôn, 7.500.000. Realme C17 RAM 6 128 vỏ hơi trầy nha, C17 vỏ hơi trầy. Giá bán của bên mình chỉ 2.350.000 thôi, Realme C17. VinMax Aris nha, RAM 6 bộ nhớ trong là 64GB, 2.550.000 Aris. Google Pixel 6a nha, RAM 6 128 5.000.000 thôi, Pixel 6a. VinMax Lite 4 nha, RAM 6 bộ nhớ trong 64, 2.350.000 Lite 4. Cái này là cái Tecno Spark 10 Pro nha, một con máy camera 50 chấm, màn hình đẹp, 2.800.000 nha, Spark 10 Pro. Sony Xperia 5 Mark 2 nha, chip 865, con này như 865 nha, giá bán là 3.950.000 thôi. VinMax Choi 4, RAM 3 bộ nhớ trong 64, máy đẹp như mới luôn, như mới luôn nha.
Pin 5000, màn hình Full HD, giá bán là 1.950.000. Realme 9i, RAM 6128 nha, 2.850.000 thôi. Realme 9i, RAM 6128, camera con này khá đẹp luôn. Màn hình Full HD, pin trâu. Chỉ có tầm giá hơn 2 cũ thì mua đó tốt nha. Con này là con LG G7 ThinQ, RAM 4664, 1.850.000 thôi. G7 ThinQ nha. Vivo i33s, RAM 8128 nha, 3 triệu. Vivo i33s. Vivo V23e, RAM 8128 nha, 3150, 3.150.000. Con này là con Vivo V23 5G, RAM 8128, ngoại hình hơi chạy nhẹ nha. Con này thì chạy chip Dimensity 920 nha, 3.750.000 thôi. Vivo i16, RAM 4128 nha, camera kép 2.3. Vivo V23 5G, RAM 8128, ngoại hình khá là ken luôn, 4 triệu nha. V23 5G, máy đẹp, 4 triệu. Vivo V25e, RAM 8128, 3.700.000 nha. V25e, 3.700.000. V25e, máy đẹp nữa nha, 3.700.000 luôn. Con này là con Vivo Neo 6 nha, RAM 8128, 6 triệu nha. Neo 6, máy đẹp 99 luôn, 6 triệu. Vivo S1 Pro nha, RAM 8128, máy đẹp 98 nha, 2.3 triệu thôi. S1 Pro giảm giá còn 2.3 triệu nha. Vivo, con này là V20 SE, RAM 8128, 2.350.000. Con này camera đẹp, sở hữu màn hình OLED nha. Vivo i35, RAM 8128, máy đẹp 99, 3.3 triệu. i35 nha, 3.3 triệu thôi. Vivo i33s nha, 2.500.000 nha, RAM 8GB, i33s 2.500.000. Vivo i22s, RAM 8GB, 3.250.000 nha, 3.250.000. i22s, RAM 8GB nha. Có một cây Vivo i53s nha, máy đẹp, RAM 8GB, 2.700.000 nha. i53s. iPhone 11, con này bản 2 sim nha, pin 85, ngoại hình đẹp nha. iPhone 11 có cắn nhẹ xíu thôi, giá bán là 6.250.000. iPhone 11 nha, 6.250.000. iPhone 12 mini 64GB, pin 84, 6.400.000 nha. 12 mini nhỏ gọn, nhỏ gọn nha. iPhone 12 Pro Max, máy lock 128GB, pin 100 nha, 11 triệu thôi. 12 Pro Max, máy lock, pin 100, 11 triệu. iPhone 13 128GB, pin 85, máy đẹp 98, 12.500.000, giảm giá còn 12.500.000 nha. iPhone 13 mình có cây này trầy nhẹ nha, trầy nhẹ xíu đây, giá bán là 11.900.000 thôi. iPhone 13 nha, pin 86. iPhone SE 2022, con này bản cũng 2 sim luôn, pin 95, ngoại hình đẹp 98 nha. Con này cấu hình mang trong mình cấu hình là của con iPhone 13 Pro Max, của iPhone 13 Pro Max nha. Giá bán là 5.450.000 thôi. iPhone XR 4.400.000, máy đẹp ken 99 nha, pin 79, XR nguyên zin nha. iPhone 12 Pro Max 256GB, 14.200.000, trầy nhẹ nha, trầy nhẹ. Con 13 máy cũng trầy nhẹ xíu thôi, cũng cắn nhẹ, giá cực kỳ rẻ 11.200.000 thôi. iPhone 13 pin 83, ngoại 97 nha. 13 Pro Max, đây 13 Pro Max 128GB, 16.500.000, pin 86 nha, máy đẹp nha. 13 Pro Max full box.
tai nghe này là AirPods Pro nha, AirPods Pro thì bên mình bán với giá là 165.000 nha, hàng 1-1 nha, và mình có AirPods Pro Gen 2 là 175.000 nha mọi người. Mình còn hai loại AirPods Pro và mình còn AirPods 2 nữa nha, AirPods 2 155.000 tai nghe nha. Những cái tai nghe này thì anh em vui lòng mà chuyển khoản đủ nha, tại vì nó không có bao nhiêu tiền nên mình và mình cũng không bao phí ship nha mọi người. Giá của bên mình bán thì khá rẻ rồi, này về bán cho anh em để mua cho anh em xài thôi, chứ còn mấy cái này thì bán không có lợi nhuận nha mọi người. Đồng hồ Galaxy Watch 5 nha, Watch 5 size 44 nè, bản GPS nha, GPS Galaxy Watch 5. Con này như xài sim được nha mọi người, bản này xài sim được nha, Watch 5. Giá bán của mình là 2.8 triệu nè, 2.8 triệu, size 44. Tiếp theo là Galaxy Watch 3 size 45 bản thép nha, Watch 3 đây, size 45 bản thép. 1.5 triệu nha mọi người, Galaxy Watch 3 nói chung con này khá là đẹp nha, khá là đẹp. Watch 3 đeo nó rất là nam tính nha. Galaxy Watch 3 size 45 tiếp nha. 1.5 triệu. Galaxy Watch 4 size 40 nha, Galaxy Watch 4 size 40. Giá bán của bên mình sẽ là 2.2 triệu nha, Galaxy Watch 4 size 40, 2.2 triệu. Galaxy Watch 3 này, con này bản thép nha mọi người, size 40. Size 40. Size 41mm nha, size 41mm, bản thép này, viền thép luôn. Còn khá là đẹp luôn. 1.5 triệu nha. Galaxy Watch 4. Con này Watch 4 bản thép size 42. Đây, Watch 4 bản thép size 42, ngoại hình đẹp nha. Ngoại hình khá đẹp luôn. 2.2 triệu nha. Galaxy Watch 3 size 41. Cái màu này màu đồng nha. Màu đồng này thì giá bán của bên mình là 1.4 triệu. Galaxy Watch 3 nha, đẹp nè, size 45, Watch 3 nha. Đây, khá là đẹp luôn, size 45. Size 45 1.5 triệu nha mọi người. Galaxy Watch Active 2 size 44 nha, Active 2 size 44. 1.000.000. Những cái đồ này thì mình bán không kèm sạc nha. Galaxy Watch 5 size 44. Watch 5 size 44 nha. 2.650.000 thôi. 2.650. Rồi, anh em nào coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình ạ.